VTV. Nếu thấy hay bạn nhấn đăng ký kênh, like, share cho mọi người cùng xem nhé bạn thân mến. Nếu có bài tập thể dục giảm cân nào khiến cho bạn đốt cháy calo mạnh mẽ, thì tôi sẽ nói ngay, đó là động tác leo núi trên bộ. Đây thực sự là một bài tập giảm cân nhanh và đốt cháy calo khủng khiếp đấy. Đầu tiên, các bạn hãy vào tư thế chống đẩy với hai tay dưới vai và lưng thẳng, kéo gối trái lên ngay sau cùi trỏ tay trái và đưa trở lại vị trí cũ. Kéo gối phải lên ngay sau đó và cũng đưa về vị trí cũ. Thực hiện xen kẽ hai chân, càng nhanh càng tốt. Chúc các bạn thành công nhé! Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên nhấn subscribe để nghe những hướng dẫn mới nhất từ channel giảm cân nhanh T2VTV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.